Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện ngọt sùng của bộ phim đang chiếu Wonderful Ring khi chung điện thoại gieo của tác giả Gun El Munnen. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 46. Bây giờ là 11 giờ tối. Điện thoại lại gieo lên lần nữa. Cô không có biểu cảm gì, chỉ áp điện thoại vào tai. Nghe nói cô đã phẫu thuật ở Đức, mất rất nhiều thời gian giờ tính lực đã hồi phục rồi. Những gì cô cần làm cũng coi như đã xong. Bét xa ơn, người luôn quấn lấy cô bỗng dưng biến mất, cảm giác này là gì? Chị đến rồi, một bóng dáng như tôi, chắc sẽ biến mất trong chốc lát. Nỗi tuyệt vọng quen thuộc ập đến, như một nỗi sợ hãi. Có lẽ vì thế, những cuộc gọi đe dọa, việc tưởng chừng cần thiết phải ly hôn giờ đây lại trở nên ngớ ngẩn đến là. Đây là một đêm buồn bã, khi ý chí và niềm tin đã biến mất. Điện thoại lại reo lên. Trong nỗi sợ hãi tưởng chừng sẽ cuốn trôi mình, cô muốn níu giữ điều gì đó. Vậy thì, sao không làm những việc xấu? Không cần phải giả vờ làm người tốt, có thể thả lỏng bản thân để đắm chìm trong sự xa đọa. May mắn là, cô thực sự có một bản ngã như vậy. Alo, Hồng Hi Chu nói một cách máy móc nghe nói người phát ngôn của nhà xanh thực ra là đang làm công việc truyền tin đồn cô nắm điện thoại tay lạnh buốt a à, thật là phiền phức việc này thật sự có ích sao tôi đang làm một giấc mơ ngu ngốc à tôi sẽ vạch trần tất cả a à, a à, thật ngoan giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang một chút cười chỉ cần vạch trần hết những chuyện bẩn thỉu của cô là xong tưởng cô đã bỏ chạy vì sợ ai ngờ lại gọi điện thoại một kép. Hy vọng cô hiểu được sự đáng sợ của thế giới này và dừng lại. Nhưng cô không liên lạc. Tôi đã lo lắng rồi đấy. 406 cũng muốn tiếp tục làm tình với cô. Vậy chúng ta cứ tiếp tục đe dọa đúng giờ đi. Anh ta đang nói gì vậy? Đây có phải là nói ngược không? Hi Chu không thể hiểu được. Chỉ có thể đảo mắt nhìn. Cô chọn nạn nhân khác à? Câu này khiến cô lập tức quên đi sự hiện diện của chị gái. Tôi luôn chờ đợi một kẻ đe dọa đáng sợ. Ngọc kép. Cô đùa giỡn với người khác. Tôi sẽ tức giận đấy. Cô há hấp mồm. Cứ như thể tôi mới là kẻ đang đe dọa. Sao lại thành ra như thể tôi đang trêu đùa anh ta? Chỉ bắt một người thì mới thú vị, phải không? Hi Chu tức giận đến mức không thể nói được gì. Cô chẳng nghiêm túc gì cả. Vậy thì thôi. Tôi đây không có gì ăn. Còn cô lại vui vẻ với thằng khác. Gì? Dì không phải đâu vậy cô định đền bù thế nào tôi ghét người đến muộn kể cả những kẻ đe dọa cũng không ngoại lệ nghe như là anh ta đang hút thuốc điếu thuốc trắng bị vặn xoắn trong ánh sáng đương nhiên phải có hình phạt gì cơ cô vô thức dùng kính ngữ cô đang mặc gì vậy điện thoại nóng rực dính vào lòng bàn tay cô hay là cô cởi đồ ra trước đi đó là một sự thúc giục kỳ lạ lời nói của Hong Hi Chu làm tôi tò mò. Bexa xa ơn, anh có phụ nữ khác à? Nà yêu gì sắp đến rồi. Trong lòng dâng lên nỗi lo âu đen tối như lửa. Hi Chu cảm thấy nghẹt thở vì áp lực từ cả bên trong lẫn bên ngoài, máu như cạn kiệt. Cô chỉ mong không phải nghĩ đến những ý nghĩ vô dụng và đáng thương. Cô không muốn cảm nhận gì cả. Tuy nhiên, Bexa xa ơn như một ngọn lửa, luôn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Và thế là, cơn giận dữ của cô bùng nổ. Nếu tôi thực sự cởi ra, anh sẽ làm gì? Cô đột ngột kéo quần xuống, khiêu khích nói. Anh chẳng dám động vào tôi, thì còn làm được gì? Cái gì là loại tình dục mà anh thích nhất? Dù Hi Chu có chế giễu thế nào, đối phương vẫn bình tĩnh và chín chắn. Khi nghe giọng trầm của anh, tai cô bắt đầu nóng lên. Quả thực, cuộc trò chuyện này là một sự cám dỗ chết người đối với cô cái đó à cô không muốn chỉ qua loa cho xong hi chu cảm thấy tức giận với người chồng đã đặt câu hỏi kiểu như vậy anh ta rõ ràng rất để tâm điều này khiến cô càng thêm khó chịu cô cau mày cố gắng tạo ra một câu trả lời chỉ là khi tôi tức giận rất tức giận đầu dây bên kia tạm im lặng dường như có thể nghe thấy hơi thở gấp nhưng không chắc chắn nghe có vẻ như cô thích tình dục thua bảo phải không ừ có lẽ là vậy giải tỏa lẫn nhau thì rất tốt tôi tưởng tôi không có ham muốn tình dục nhưng mỗi khi tức giận tôi lại muốn làm mọi thứ điên cuồng muốn làm chuyện xấu muốn chửi bới vì muốn quên đi ai khiến cô tức giận đến vậy chồng tôi tôi cũng có người bạn đời giống anh thật là đồ khốn có vẻ như anh ta đột ngột giơ điện thoại ra xa tiếng ho khan vọng lại từ xa chồng cô là đồ khốn sao đúng hi chu nói một cách dứt khoát dù sao thì đó cũng là một cuộc hôn nhân sai lầm ngay từ đầu chuyện như vậy sao có thể suôn sẻ được cô tự giễu nói mắt không thể kìm được sự nóng bỏng cô cảm thấy tức giận như thể đang tuyên bố kho của mình thực ra là trống rỗng bên cạnh đó mặc dù cô luôn lo lắng về sự trở lại của chị gái nhưng cô không hoàn toàn vui mừng cảm giác này khiến cô cảm thấy xấu hổ và áy náy trái tim cô dối bời vậy bây giờ tôi chẳng muốn nghĩ gì cả hiện giờ tôi đang để chân trần rồi sao nữa tiếng thở dài nén lại như sợi dây mảnh cô không biết anh ta đang biểu lộ gì nhưng có vẻ như anh ta đang lau mặt giờ đây nhận ra điều này không khó Lick your finger first. Gì cơ? Nhúng món trỏ và ngón giữa vào miệng, rồi di chuyển xuống. Đây là một yêu cầu kỳ lạ và ngượng ngùng. Nhưng Hi Chu nhắm chặt mắt, đưa tay vào chăn. Có vẻ như anh ta biết cô đang làm gì. Anh ra lệnh với giọng trầm thấp hơn. Bây giờ tay cô ở đâu? Ở bụng, gần rốn đúng không? Cảm nhận được đùi tự nhiên mở ra, cô đổ mồ hôi lạnh. Lập tức, yêu cầu của người đàn ông tiếp tục đến tiếp tục xuống nữa tiếp tục xuống nữa tiếp tục xuống nữa cô hít một hơi cảm nhận được gì không bàn tay chạm vào làn da mềm mại cô cảm thấy một cảm giác kỳ lạ ừm môi cô không tự chủ mở ra không biết là vì không thoải mái hay là thoải mái nhưng đó là một cảm giác gợi cảm chưa từng có cô lại mở rộng thêm một chút ấn xuống giọng nói thấp hơn và vội vã. Cảm thấy gì không? Ừm, ừm. Bây giờ lắc nó đi. Hi chu càng chạm vào phía dưới của mình, lưng cô càng trở nên nóng bừng. Ừm. Dù không cố ý, hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp, những tiếng rên rỉ xấu hổ thoát ra ngoài. Cô ngạc nhiên vì cơ thể mình lại có cảm giác hưng phấn như vậy, trong khi những chỉ thị mạnh mẽ và ngắt quãng của người đàn ông càng khiến cô trở nên kích động hơn. Nhúng ngón tay một chút nữa, rồi tiếp tục đi xuống. Ưm, tiếp tục, đi xuống nữa. Ưm, cơ thể cô dần trở nên nóng bỏng, đôi chân không tự chủ mà mở rộng hơn, chẳng còn ngượng ngùng gì nữa. Dù không hoàn toàn hiểu mình cần gì, nhưng cô mốc nghếch khao khát nhiều hơn. Ừm, thêm một chút nữa. Cô phải tự làm, tôi không thể làm thay cho cô. Giọng anh ta đầy căng thẳng. Ha cảm giác mượt mà. Cái quái gì thế? Anh ta phát ra một tiếng thở dài như tiếng nguyền rùa. Hi Chu run lên một cái, nhưng lạ thay, cô cảm thấy như mình sắp điên loạn. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng nhịp đập mỗi lúc một sâu hơn. Một chút nữa đi. Không, tôi không thể. Sợ rồi à? Ừm, cô không thể khóc vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu. Nhưng, khi cuộc gọi tiếp tục, cơ thể cô ngày càng nóng lên sự thất vọng cũng âm thầm dâng lên anh ta người chưa từng gặp mặt cô lại có thể nói ra những lời vượt quá giới hạn như vậy nhưng lạ thay sự tự tôn của cô lại như được nhen nhóm như thể cô đang vững vàng hơn không tôi thích để người khác làm tôi thích mắt rắn và roi da và vòng cổ anh ta phát ra tiếng thở dài không rõ là tiếng thở dài hay tiếng cười. Nhưng cô không có thời gian để để ý đến điều đó. Cơ thể và tâm trí cô như bị tách biệt, nhưng lại có một cảm giác mơ hồ lạ lùng. Tôi thích những người đàn ông có chiều sâu, nên tôi cần người khác chạm vào tôi. Vậy thì đi tìm thằng khốn đó đi, người mà cô gọi là chồng ấy. Cầu xin hắn đi, chắc chắn hắn sẽ sẵn lòng đến. Không, không phải đâu cô vợ xinh đẹp như vậy mà lại van xin, hắn làm sao có thể không phát cuồng vì cô. Chồng tôi, không phải như vậy. Hi Chu nín thở, khó khăn nói ra. 406, cô không biết đâu, những tên khôn đó khi lên cơn sẽ độc ác đến mức nào. Chúng chỉ muốn giở trò đổi bại trên người phụ nữ. Đặc biệt là những tên đàn ông đã nhịn lâu. Nhưng, dù sao cũng không thể làm chuyện này với chồng tôi sự từ chối kiên quyết của cô khiến giọng anh ta đột ngột trở nên dữ dội vậy thì làm với tôi đi mỗi ngày nghe giọng tôi rồi làm ừm cổ tay cô đau nhói nhưng cô không ngừng hành động khoái cảm như đang dâng trào vào đầu óc cô nhìn chằm chằm vào khoảng không ánh mắt mờ dần cảm giác như anh đang ở trước mặt tôi như thể đang chạm vào tôi vậy mắt cô nhắm lại cảm giác càng mạnh mẽ hơn Ha, ha, ừm. Nhưng khi tầm nhìn của cô dần trở nên rõ ràng, một luồng lạnh lẽo bao trùm trái tim cô. Đó là một ảo giác, cảm giác thỏa mãn giả dối, khiến cô cảm thấy như đây chính là tình cảnh của mình. Những tiếng thở dốc dần tắt ngấm, chìm vào sự hạ thấp, nghe có vẻ hèn mọn. Ngay lúc cô chìm vào sự trống rỗng, cửa đột ngột bị đầy mở. Chương 47. A à. Cô ta hoảng hốt vội vàng tắt điện thoại, nhìn về phía người đang đứng bên cửa. Bét xa ơn, người đang cầm cặp tài liệu, sắc mặt xanh mét, đang nhìn chằm chằm vào cô ta. Tìm hi chu như muốn xé toạc ra mà nhảy ra, sắc mặt cô trở nên trắng bệch. Hồng hi chu, cô đang làm gì vậy? Đầu óc cô ta hoàn toàn trống rỗng. Hi chu cố gắng kiềm chế hơi thở nóng rực, cả người cứng đờ. Nhưng cô nhận ra, hơi thở của bách xa ơn cũng trở nên gấp gáp ánh mắt sắc lạnh của anh ta khiến cô cảm thấy sợ hãi sao đột nhiên lại hi chu vội vàng giấu điện thoại vào chăn giả vờ bình tĩnh nhưng vì sự khoái cảm chưa từng trải qua hai má cô đỏ bừng và đôi mắt ẩm ướt cô dù có cố gắng cũng không thể che giấu được tôi phải đến đó sao hi chu ôm chặt chăn vội vàng lắc đầu tuy nhiên người đàn ông đó vẫn không thể kiềm chế mà tiến lại gần dùng tay chống lên giường cúi xuống không hiểu sao đôi mắt đỏ ngầu của anh ta chăm chú và chậm rãi quét qua mặt hi chu thì ra là khuôn mặt như vậy ngay khoảnh khắc đó đôi môi anh ta áp sát vào cô như muốn nuốt chừng cô anh ta như người khát nước điên cuồng mút lấy đôi môi cô vội vàng thò lưỡi vào hi chu phải há miệng rộng vì trọng lượng của anh ta Bét xa ơn nhìn có vẻ đầy tham lam như đang thưởng thức món ăn ngon. Anh ta không chút thương xót, nuốt lấy từng hơi thở của Hi Chu, nhìn nát lưỡi cô. Anh ta đang gọi điện với người phụ nữ khác, sao lại làm với tôi như vậy? Anh ta coi tôi là gì chứ? Hi Chu đột ngột cắn chặt môi anh ta. Mặc dù cô cắn rất mạnh, nhưng anh ta lại quay đầu lại, hôn cô sâu hơn. Miệng anh ta tràn ngập mùi máu tanh ngọt, nhưng anh không để ý siết chặt mặt Hi Chu. Sao, cảm thấy tôi như một thằng khốn sao? Anh ta thì thầm gần môi cô, gầm lên. Đến mức này, bị mắng cũng không oan. Không phải nói giữa vợ chồng có nhiều cách giao tiếp sao? Đôi môi bị hôn lại, nước bọt ngọt ngào sôi lên. Những màng nhầy mềm mại liên tục bị ép vào nhau, môi đầy đặn quấn lấy nhau. Đôi môi anh ta dần di chuyển sang tai, cằm, cổ cô. Cây nóng như dấu ân đó khiến cô không tự chủ được mà khép hai chân lại. Hi Chu vội vã rời khỏi buổi họp báo trước khi kết thúc. Khác với lúc đến, ngoài trời mưa nhẹ, rơi từng hạt. Hi Chu mặc kệ quần áo bị ướt, chạy thẳng ra bãi đậu xe. Cô không biết mình đang sợ điều gì, tại sao lại cảm thấy lòng mình phức tạp như vậy, vừa chạy vừa thở hồn hển. Ê, hôm nay không xem dự báo thời tiết à? Một người đột ngột nắm lấy cánh tay cô, đồng thời một chiếc ô nghiêng ra che trên đầu cô. mốc thế, làm gì vậy? Giọng nói ấy tự nhiên như thể chưa từng biến mất khỏi ký ức. Nghe lại, vẫn cảm thấy lạ lẫm, là giọng nói của chị gái, giọng nói đã bị lãng quên. Chị gái, đã đến lúc không còn tránh né nữa, phải hỏi cho rõ ràng. Cuối cùng, Hi Chu do dự một lúc rồi bắt đầu hỏi bằng ngôn ngữ ký hiệu. Khoảng thời gian qua, chị đã đi đâu? Hi Chu vẫn dùng ngôn ngữ ký hiệu, còn Zenya thì trực tiếp trả lời. Chị đã đi Đức, như em thấy đấy, tay của chị. Chị nhẹ nhàng vỗ vào tay mình, nhún vai. Chị đã phẫu thuật, đã cố gắng hết sức. Đó là thử nghiệm lâm sàng, bất hợp pháp. Bây giờ đã ổn chưa? Nghe thấy từ bất hợp pháp, tay cô ấy lập tức di chuyển, lo lắng nhìn vào khuôn mặt của chị gái. Nhìn gần như vậy, so với ba năm trước quầng thâm dưới mắt chị ấy đậm hơn nhiều, khuôn mặt cũng gầy đi rất nhiều. Bây giờ không sao rồi, nhưng còn em, Hong In A khẽ nhíu mày. Tại sao em vẫn không thể nói được? Chị tưởng là sau khi chị biến mất em sẽ nói lại. Khuôn mặt của Hi-chu trở nên tái nhợt. Em nghĩ chị không biết sao, vì chị mà em giả vờ câm điếc, ngón tay của cô ấy run nhẹ. Bí mật này đã bị lộ, đây là lần thứ hai sau Bét Sa ơn cảm giác như mình bị lột trần, một làn khí lạnh như xâm chiếm cơ thể cô. Chị đã biết từ lâu rồi, chỉ là giả vờ không biết thôi. Chị quay mặt về phía ngoài chiếc ô, trông như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Chị chỉ là, không muốn chỉ mình chị là người bệnh. Sợ, vì chị cần em, rất cần em, chị lại nhìn vào mắt cô ấy, nở một nụ cười tự diệu Chương 49 liệu chị có khác gì mẹ của em không? Không, không thể nào. Hì Chu lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô, lo âu quan sát chị mình. Ca phẫu thuật đã thành công, giờ tay chị ấy có lẽ đã có thể nghe thấy rồi. Tại sao chị trông gầy gò như vậy? Chị luôn mang ấn tượng như thế này sao? Một cảm giác lạ lẫm khó tả dâng lên trong lòng. Giờ đây, Hồng In A trông còn lo âu và đầy buồn bã hơn lúc còn nhỏ. Nhưng chính vì em, chị thật sự muốn trở về. Chẳng lẽ em nghĩ vị trí mà mình cướp được là thật sao? Đây không phải câu hỏi, mà là một lời nói sắc bén, đúng vào điểm yếu của Hi Chu. Đừng hiểu nhầm, tay chị ấy run nhẹ như bị co giật. Trẻ con chỉ nhìn những gì chúng muốn nhìn, Hong In A nói và đưa chiếc ô cho Hi Chu. Bây giờ chị bước ra ngoài chiếc ô, để mưa rơi xuống người. Hi Chu hoảng hốt định tiến lại gần nhưng bị hong in a lắc đầu từ chối đó là một sự từ chối im lặng em từ nhỏ đã thích nàng tiên cá lời nói bất ngờ vậy em đã bao giờ nghĩ chưa chị và em hai người không thể nói ai giống nàng tiên cá hơn hi chu cố gắng hiểu chị nhưng lời chị nói vẫn còn mơ hồ cô không thể trả lời nhưng chị bình tĩnh mỉm cười nhưng đó không phải là em hi chu đôi mắt của hong in a lóe sáng trong bóng đen đó là sự thù địch hi chu người luôn sống như một cửa sổ nhìn vào chị mình không thể không cảm nhận được sự thù địch này rõ ràng đến mức không thể bỏ qua ngực cô nhói lên một cách mơ hồ ngay cả khi đổi tóc lấy dao vàng đứa trẻ không thể đâm thủng trái tim hoàng từ thì cũng sẽ vô dụng đây là những lời đầy bí ẩn nhưng cũng giống như một lời tuyên chiến Xin lỗi vì đến muộn, câu này chị nói từ tận đáy lòng mình. Chị gái quay đi, không chút hối tiếc dưới cơn mưa. Trong suốt thời gian này, chị đã hỏi liệu em có vất vả không? Cả ngày cơ thể đều ướt đẫm. Có hơn 10 cuộc gọi nhỡ và hàng đống tin nhắn từ chị, nhưng cô không muốn trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Nếu vậy, lẽ ra tôi không nên cảm thấy buồn bã, mà phải chúc mừng mới đúng. Hề dù cố gắng lấy lại tinh thần rồi đi vào bếp. Cô không có sức để nấu ăn, chỉ đơn giản là mở tủ lạnh và lấy ra một lon bia. Để xua đi sự im lặng, Hezu bật TV lên, màn hình chiếu bài phát biểu đặc biệt của Tổng thống và phần trả lời phỏng vấn của phát ngôn viên nhà xanh. Phóng viên Hong In A của tờ Minh Chiết Nhật Báo, Hezu dừng lại khi mở nắp lon bia. Cô lặng lẽ tìm điều khiển và nhấn nút tắt tiếng, thế giới lại trở nên im lặng. Hezu mệt mỏi ngồi trước cửa sổ lớn nơi có thể nhìn ra sông Hán. Nhìn ra cửa sổ, nơi mưa liên tục rơi xuống, cơn mưa lớn khiến cô nhớ lại ngày hôm ấy. Ngày mà cô quyết định ly hôn. Chúc mừng! 10 giờ tối, giờ rất quen thuộc, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa. Cô vô thức nghịch chiếc điện thoại dùng để đàm phán, bỗng nhớ đến những món tay của bé xa ơn mà cô đã thấy trong buổi họp báo. Không phải một hai ngón mà là cả mấy ngón tay của anh ta đều bị bầm tím. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cái đầu cá vàng lại là gì nhỉ? hê -du suy nghĩ một hồi, uống hết bia rồi cầm lấy chiếc điện thoại. Có lẽ đây sẽ là cuộc gọi cuối cùng. Cuối cùng, điện thoại đã được nối, nhưng bên kia không có tiếng nói. Cả hai chỉ lặng lẽ thở. hê -du lên tiếng trước, nhưng cô chỉ nhìn chằm chằm vào cửa sổ mờ mịt. Hôm nay của anh thế nào? Một câu hỏi rất bình thường. Cô cảm thấy thật kỳ lạ và có chút muốn khóc còn anh thì sao những lời này cô chỉ thầm nhủ trong lòng nhưng từ cả hai đầu dây chỉ có tiếng mưa rơi cô cảm thấy như vậy cũng không tệ cô nghĩ đây có thể là cuộc gọi cuối cùng nhưng lại cảm thấy một chút lãng mạn từ nhỏ tôi đã ghét những ngày mưa lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên vì mùi tanh của nước khiến tôi cảm thấy ghét những lời này khiến cô có cảm giác quen thuộc Cô mơ hồ nhớ lại một cậu bé đã từng nói rằng ghét nước. Khi còn nhỏ, tôi đã từng đi câu cá với ông nội. Ông rất thích câu cá, nên chúng tôi thường xuyên ra bờ sông. Có một lần, tôi đã ngã xuống nước, anh ta đột ngột dừng lại. Tiếng mưa to vang lên bên tai, không biết là từ bên hê du hay từ đầu dây bên kia, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi dữ dội. Kể từ đó, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Tôi mơ thấy mình rơi vào dòng sông đỏ, chìm xuống sâu. Hề dù cảm thấy như lần đầu tiên mình được bước vào thế giới nội tâm của anh. Trên mặt nước mờ ảo, ông tôi đang nhìn tôi từ trên cao, bên cạnh là một cậu bé đứng ngây người nhìn tôi đang chìm trong nước. Đột nhiên, tiếng sấm rền vang, hề dù khẽ rụt vai lại. Có lẽ giết đời này, tôi sẽ luôn sợ hãi. Sợ lại lật ngược, hề dù không thể hoàn toàn hiểu được ác mộng của anh nhưng ít nhất hôm nay vào khoảnh khắc này cô muốn hiểu bé xa ơn cũng có những nỗi sợ hãi giống như cô điều này khiến khoảng cách giữa họ dường như gần lại một chút không sao đâu vậy thì hát một bài đi anh nói gì hát một bài tôi không giỏi hát sao lại phải hát khi còn nhỏ có một thời gian tôi thật sự không thể chịu nổi lúc đó tôi trốn trong một con hẻm và có một đứa trẻ đã hát cho tôi nghe một bài đồng dao. Đêm hôm đó, ác mộng bỗng biến mất. Anh ta cười khổ một tiếng. Có lẽ là vì hiểm hát của cô ấy rất hay. Vậy anh đi tìm đứa trẻ đó đi, sao lại là tôi phải hát? Tôi và số 406 đã có quan hệ tình dục rồi. Cái, cái gì? Lời nói vô liêm sỉ của anh ta khiến hê du phải ho sặc sùa. Đã làm những chuyện như thế rồi, hát một bài có gì to tát câu nói này làm cô nhớ lại những điều đã quên đúng vậy với người tình thì thường xuyên như vậy mà hê du hơi nhíu mày tôi không làm những chuyện đó chuyện đó là gì vì vậy hê du mạnh tay vò nát lon bia đã uống hết như bố tôi vậy những chuyện bị thao túng yêu anh cô nuốt ngược lời này vào trong vậy cứ thế đi Câu trả lời vâng lời của anh ta khiến hê -du một lúc không nói nên lời. Anh cứ sống theo cách anh cảm thấy thoải mái. Đột nhiên, trong lòng cô cảm thấy một nỗi nặng trĩu. Nhưng mà, 406 đẹp như vậy, chắc chắn mọi người sẽ thích. Dù anh không sống theo cách của bố, cũng phải tìm được người có thể yêu anh nhiều như vậy. Ở một nơi nào đó, mọi thứ dường như đang sụp đổ vô vọng. Sau này, nếu gặp những người đàn ông như vậy, chỉ chấp nhận tình yêu như thế dù không sống theo cách của bố cũng phải chỉ nhận lấy tình yêu như vậy sao đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới bé xa ơn bằng một cách kỳ lạ đã đưa những điều mà Hê Du muốn từ bỏ vào tay cô dù cô đang cầm điện thoại trong tay nhưng anh ta dường như phản chiếu qua lớp kính cửa sổ một cảm giác cùng tồn tại đó là một trải nghiệm đầy huyền bí khi nào anh về nhà đây là một đêm mà cô muốn mưa cứ thế kéo dài mãi. Bây giờ, chẳng bao lâu sau, một người đàn ông ướt sũng từ đầu đến chân bước vào phòng khách. Hề Diêu đang chuẩn bị mở thêm một lon bia. Cô quay lại khi nghe thấy tiếng động, và anh ta đã tiến lại gần. Khuôn mặt anh ta hiện rõ một biểu cảm cực kỳ khó chịu. Biểu cảm đó như là sự kiềm chế, nhưng cũng như một sự cuồng loạn. Vì anh ta luôn giữ nét mặt không cảm xúc nên cảm giác đó càng trở nên mơ hồ chiếc áo vest ướt sũng vì mưa và những sợi tóc đen dài nhỏ giọt hơi thở lạnh lẽo và ánh mắt cháy bỏng khi nhìn thấy khuôn mặt và đôi môi nhợt nhạt của anh hê du cảm thấy đầu óc mình quay cuồng hôm nay tôi đang đứng ở đây vì vậy khi những giọt mưa rơi từ hàng mi của anh cô không thể kìm nén được thôi muốn vươn tay ra chạm vào không biết ai là người bắt đầu trước nhưng đôi môi họ đã va vào nhau. Đúng vậy, ít nhất một lần, tôi cũng muốn có được anh. Chỉ như vậy, tôi mới không cảm thấy tiếc nuối. Đây là một khoảnh khắc kết hợp giữa sự tự hành hạ và an ủi. Ưm, điều ngạc nhiên là đôi môi anh ta khẽ run rẩy, cơ thể sát lại gần cũng cảm nhận được những cơn run rẩy không ngừng. Tuy nhiên, đôi môi họ càng ép sát hơn, lưỡi cuồng loạn quấn lấy nhau. Dù thân nhiệt của anh ta lạnh buốt, nhưng hơi thở lại nóng bỏng đến lạ. Là... Anh ta ôm chặt hê du như thể đang lệ thuộc vào cô. Đây là một sự khẩn thiết không thể lý giải. Nỗi bất an của anh ta đã lây lan sang cô. Vậy là, cô lại nhớ đến cậu thiếu niên đang gục đầu khóc thầm ở góc tường. Cậu bé đã run rẩy đôi tay và nguyền rủa tôi không muốn sống nữa trước mặt hê du lúc còn nhỏ. Cô luống cuống vòng tay quanh lưng rộng lớn của anh. Cô nghĩ rằng cậu thiếu niên đó đã sớm khoác lên mình một lớp vỏ lạnh lẽo và biến mất không dấu vết. Lần này, hê -du dùng tay nhỏ của mình che đi đôi mắt đầy tiêm máu của anh. Đôi môi đang áp sát đột một dừng lại, anh khẽ run lên, cơ thể như cứng đờ. Vào khoảnh khắc này, những gì cô có thể làm chỉ là thế. Đột ngột, đôi tay mạnh mẽ của anh bế bổng cô lên. Chưa kịp ngạc nhiên, anh đã tìm thấy đôi môi cô lần nữa, và cơn khao khát điên cuồng khiến trái tim cô như sắp nổ tung. Không biết từ lúc nào, cả hai đã vào phòng ngủ và ngã nhào xuống giường. Bét xa ơn đè người lên cô, gần như xé rách áo của cô, cắn nhẹ vào xương quay xanh, hôn lên trán, má và sống mũi cô. Cảm giác tiếp xúc gây ngứa ngáy này khiến hơi thở của hê du dần trở nên gấp gáp. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 50. Ha. Ha, anh lại cắn vào cổ của Hi Chu, một tay ôm lấy ngực cô. Làn da của cô dưới bàn tay anh như biến dạng, nơi nhạy cảm bị ép chặt. Mỗi lần anh mút vào phần da mềm mại đó, ngón chân của cô lại cuộn lại. Ha, ha, cơ thể cô xoay chuyển trong cảm giác gần như điên loạn, cảm nhận được sự căng cứng của anh ở đùi. Mỗi khoảnh khắc đều nóng bỏng và vội vã, anh kéo quần Hi Chu xuống nhẹ nhàng ấn vào trung tâm chiếc quần lót của cô ngón tay anh từ từ lướt vào nơi thân thể cô vừa mở ra ưm lúc đó da đầu cô bỗng nóng lên cô không ngừng vặn vẹo cơ thể thân hình vạm vỡ của bếp xa ơn đè lên người cô Sực, không sao đâu tuy nhiên hành động dưới của anh không hề dịu dàng dù chậm rãi nhưng anh không chút do dự mà xé rách cô á à, ưm hy chu vùng vẫy nhưng bách xa ơn không buông tha cô em không biết tôi đã kiềm chế lâu như thế nào ưm ừ, ưm người không đủ tư cách ngay cả để có được những gì mình có mỗi lần ngón tay anh ma sát vào một điểm nào đó cô gần như muốn khóc cảm giác mật độ và áp lực hoàn toàn khác so với khi cô tự chạm vào mình dù có bẩn thỉu tôi vẫn bám lấy quyền lực ưm ừ, tôi không được phép có bất cứ thứ gì nhưng có một thứ tôi muốn anh lại thêm một món tay vào. Chỉ có một thứ thôi, tôi muốn. Ưm, lúc này, cơ thể anh cứng như một vật sắc bén. Để có được thứ của người khác, tôi thậm chí đã có những ham muốn không nên có. Á, à, nhưng khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đã bị cuốn vào, không thể không có được. Hi Chu thở hồn hền, gần như không thở được. Vì vậy, tôi định chờ mọi thứ xong xuôi rồi tìm em, nhưng giờ không cần nữa chỉ cần làm kẻ xấu từ đầu đến cuối là đủ lửa dục vọng như muốn thiêu rụi toàn thân cô tôi thật không biết mình có thể làm được gì cứ muốn là người tốt khi cô cứng đờ lại một món tay nữa lại xâm nhập vào cơ thể cô thân thể cô liên tục bị xé rách và lưỡi anh cũng thâm nhập vào bên trong môi cô ưm cảm giác lạ lẫm tràn ngập khắp các giác quan của cô hi chu ưm khi anh khẽ gọi tên cô Hi Chu cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ, gần như không thể thở nổi. Cảm giác đó như xuyên thấu từ bụng xuống tận ngực cô. Hi Chu không thể ngừng mở miệng, suýt nữa bật khóc. Ngay sau đó, lưỡi anh nhẹ nhàng vỗ về, lấy đi tiếng khóc của cô. Ánh mắt anh, đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào cô. Tôi vẫn là kẻ xấu, giữa hơi thở nóng bỏng, âm thanh nén lại của anh vang lên. Nhưng chịu đựng đến giờ, Hi Chu chẳng phải cũng tốt sao? Ha, à, yêu, một thứ gì đó như vũ khí đang ma sát vào cô dưới cơ thể anh. Tôi không phải vì muốn bảo vệ em, hay quý trọng em mà kiềm nén cảm xúc. Suy nghĩ kỹ đi, điều này thật sự chưa đủ trưởng thành. Bét xa ơn tiếp tục chuyển động, cuối cùng cởi bỏ áo khoác và sơ mi. Lúc này, cơ thể rắn chắc của anh lộ ra, mỗi lần anh vận động, đường cong xương chậu của anh lại rõ ràng sợ rằng khi làm vậy tôi sẽ đè lên em bờ vai rộng của anh lại đè lên hi chu sợ rằng một khi bắt đầu tôi sẽ không thể không bị em hút vào tiếng động loạn lạc khiến cơ thể hi chu đỏ bừng lên em luôn khiến tôi trở lại thời niên thiếu bất ổn anh nhíu mày nghiến chặt hàm răng khiến tôi trở nên xấu xa và tham lam cơ thể họ kết nối chặt chẽ không ngừng va chạm vào những chỗ nhạy cảm của cô ha khiến tôi muốn khóc anh tiếp tục xâm nhập vào những chỗ nhạy cảm của cô. Những động tác nhanh và sâu khiến Hi Chu không thể ngừng run rẩy, tai cô ù đi trong hỗn loạn. Từ đầu đã không lành, tôi biết, tôi sẽ là người sụp đổ trước. Ưm, ươm, tôi chưa bao giờ gặp người như em. Cảm giác cực khoái thật mạnh mẽ, eo của cô không ngừng run rẩy, nhưng không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm chặt cánh tay rắn chắc của anh. Ánh mắt sắc bén của anh như có thể xuyên thủng mọi thứ. Thiên trì ra vào. Cơ thể cô khẽ run rẩy, không ai có thể sánh với em. Phải, thực ra tôi đã biết từ lâu rồi. Ha, ưm, um, hi chu à, á, ưm, um. cảm giác như một miếng sắt nóng đỏ đang xuyên qua bụng cô. Anh và hi chu nhìn nhau, anh thô bạo chuyển động hông. Cô cảm thấy cơ thể mình như sắp nứt ra, nhưng mỗi khi như vậy, môi anh lại chạm vào mặt cô. Ưm, um, ưm, um, ha. Anh dùng đôi mắt sáng ngời của mình vuốt mái tóc rủ xuống. Cơ thể Hy Chu giờ đã tê dại đến mức ngay cả ngón chân cũng cảm thấy đau nhói, nhưng xa ơn vẫn không thương xót, tiếp tục đẩy cô vào sâu hơn. Âm thanh ẩm ướt và nhầy nhụa, hơi thở nặng nề của anh cùng những lời chửi rủa, đêm không cần lời nói, cứ thế tràn ngập mùi mưa. Cùng lúc đó, đêm này càng lúc càng trở nên sâu lắng, những lời cô muốn nói nhưng không thể thốt ra. Câu hỏi liệu có thể có một đêm tình với chồng không trả lời vâng hoàn toàn có thể lúc mới tỉnh dậy toàn thân cô cảm giác như bị đánh đập tơi tả mặc dù có phần phóng đại nhưng thật sự cô cảm thấy đau đớn giống như khi bị ngã lần trước những vết bầm trên cơ thể vẫn chưa hết thế mà anh ta vẫn có thể hưng phấn với cơ thể như thế này anh ta là biến thái à cô vừa cựa quậy trong chăn lập tức nhìn thấy bét xa ơn anh ta ngồi bên cạnh giường cúi đầu không nhúc nhích cơ bắp ổn lưng thỉnh thoảng co giật có vẻ đầy đe dọa nhưng phần eo cong cong lại toát lên một vẻ cô đơn hi chu nín thở chỉ lặng lẽ nhìn anh ta cô nhớ lại thân nhiệt nóng bỏng của anh tối qua như hơi ẩm dính vào người khiến cô gần như nghẹt thở đừng nghĩ nữa ngay khi gò má cô ửng hồng cô đối diện với ánh mắt khô khốc của anh Em ngủ có ngon không? Giọng anh ta hoàn toàn khàn đặc. Anh ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hi Chu, nhiệt độ thấp hơn bình thường khiến cô tỉnh táo ngay lập tức. Thật lòng mà nói, tối qua chúng ta đều điên rồi. Anh ta điên, tôi cũng điên, có lẽ vì cơn mưa to. Sau một đêm điên cuồng như vậy, thực tế mới dần dần rõ ràng. Mọi thứ đều mãnh liệt, cháy bỏng, đau đớn, nhưng ngày hôm đó đã qua rồi chắc chắn đã qua rồi em cảm thấy thế nào hi chu cảm thấy một phần cơ thể nóng rát khó nói nhưng cô làm bộ như không có chuyện gì nhún vai tối qua bé xa ơn nhíu mày biểu cảm của anh ta lộ ra một chút ngại ngùng liệu anh ta có đang hối hận không nhưng những lời lộn xộn anh ta đã nói tối qua giữa chừng tôi đột nhiên nhớ ra em bị thương nên tôi đã dừng lại anh ta lộ vẻ mặt thẳng thắn vuốt ve xương quay xanh của Hi Chu. Ý là chúng ta chưa làm xong. Cô không khỏi nổi da gà. Hi Chu còn đang chớp mắt thì môi anh đã áp lên vai cô. Anh sẽ đi hai ngày ba đêm, phải tham gia một diễn đàn. Có một cuộc báo cáo ngoài trời khẩn cấp, nên tôi đã liên lạc với trưởng phòng Han Jun. Khi tôi không có ở đây, em nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Xin lỗi, ngày mai không thể cùng em đi cắt chi. Chờ đã, chờ đã. Hình như tôi vừa nghe thấy điều gì đó không ổn. Sau khi về, chúng ta sẽ nói chuyện. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn thẳng vào Hi Chu. Chúng ta thật sự cần phải nói chuyện đàng hoàng. Nhưng dù là cái lạnh như vậy, cô vẫn cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt. Hi Chu sáng sớm đã đẩy mạnh cửa văn phòng trường phòng. Chào anh, mời vào. Nghe nói anh sẽ đi báo cáo tại chôm OAD. Hi Chu không chào hỏi mà trực tiếp bắt tay vào việc trưởng phòng han jun cũng nheo mắt có vẻ như đã đoán trước cô sẽ đến vừa lúc tôi cũng muốn liên lạc với em chúng ta thật sự có chuyện cần nói giao bản dịch ngôn ngữ ký hiệu đó cho tôi đi em kết hôn khi nào hi chu dừng lại một chút trong cuộc đối thoại song song cô có vẻ không hài lòng từ từ cử động tay ba năm trước à không phải ba tháng trước mà là ba năm trước có phải đây là máy quay ẩn của tôi không? Trưởng phòng Han Jun đột ngột nhảy ra khỏi ghế và bắt đầu nhìn quanh. Anh nhìn vào chiếc bình hoa, cầm lên hộp giấy ăn để kiểm tra xem có camera ẩn nào không. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không tin gã này. Làm sao tôi lại không biết được? Chúng ta đã quen nhau gần 20 năm rồi, người duy nhất có thể phát biểu trong đám cưới của em chính là tôi, em đương nhiên phải mời tôi. Chúng tôi không tổ chức đám cưới cái gì chúng tôi không tổ chức đám cưới trước khi anh ta càng thất vọng hơn hy chu vội vàng giải thích không phải gia đình họ rất nổi tiếng sao lần này còn là một bộ phim tài liệu gì đó hơn nữa anh cũng đâu phải người nghèo tại sao em phát hiện đối phương đã tái hôn à mặc dù không phải tái hôn nhưng có chút cô ngập ngừng di chuyển tay một chút em là người thay chị gái kết hôn cái gì cô dâu thật sự đã mất tích ngay trước ngày cưới em đã tạm thay thế chị ấy vì vậy em không nói với anh hi chu cúi đầu xoa nhẹ cổ cơ thể cô vẫn còn vướng lại dư âm của cơn đam mê những lời lạnh lùng lại kích thích cơn bốc đồng mặc dù không nên nhưng trong lòng cô lại dấy lên một chút kỳ vọng mỏng manh lúc này trường trung tâm nhíu mày như thể gặp phải một vấn đề khó khăn không thể nào gã kia vừa nhìn đã anh ta sờ cằm, nuốt lời lại. Sau đó, ánh mắt sắc bén của anh ta hướng thẳng về phía Hi Chu. Em vẫn ổn chứ? Cái gì? Mặc dù, em đã sống trong bất lực và trầm cảm. Hi Chu à, tôi thấy ánh mắt gã kia thật sự rất lạ. Trên TV nhìn có vẻ lý trí và điềm tĩnh, rất phù hợp công việc, tạo ấn tượng đáng tin cậy. Nhưng gặp trực tiếp, anh ta đột nhiên xoa tay lên cánh tay, dùng mình một cái. Chương 51 Tôi đã gặp không ít người từ nhà xanh, họ bề ngoài trông như những vị thánh, nhưng thực ra trong lòng họ đều nuôi dưỡng vài con cáo già. Nhưng kẻ gian xảo nhất trong số họ chính là Bét ơn. Khi nghe thấy những lời này, Hồng Hy Chu, người biết rõ công việc thực sự của Bét Sa ơn, đã bị sốc. Cô vô thức cắn chặt môi, ánh mắt liếc qua xung quanh. Kẻ đó, ánh mắt thật sự không phải dạng vừa rốt cuộc là loại người nào mà lại nhìn người phụ nữ thay thế cô dâu lên sân khấu với ánh mắt như thế chi sang u vuốt tóc vẻ mặt khó chịu loại người này rất ích kỷ một mặt chỉ lo cho bản thân sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn nhất định sẽ để lại vết thương ánh mắt phức tạp của anh ta đổ dồn vào hong hi chu người có vẻ đẹp trong sáng thuần khiết mặc dù hong hi chu biết cô đã thu thập khá nhiều video về bách xa ơn nhưng hóa ra điều đó không phải vì cô là fan, mà vì anh ta là chồng của cô. Tôi có thể sẽ ly hôn. Cái gì? Vì vậy tôi đến nhờ cậu giúp. Cảm ơn cậu cho tôi cơ hội làm việc. Tôi không tổ chức đám cưới, cũng không có ảnh cưới. Ít nhất phải có video tóm tắt để lưu lại dấu ấn chúng ta đã từng ở bên nhau. hong Hy Chu cúi đầu sâu. Ai? Chi Sang Un lại muốn hút thuốc. Nhìn cô ấy thiếu niềm tin vào cuộc hôn nhân, có lẽ Bexa xa ơn thực sự không cho cô ấy cơ hội nào. Chi Sang U trong lòng liên tục chửi rủa, Lúc nào cũng tỏ ra ác độc với người ngoài, gian xảo như con rắn độc, con người không thể vô tình đến vậy. Đúng là một vấn đề lớn. Diễn đàn về biến đổi khí hậu quốc hội. Hội nghị tổ chức để kỷ niệm 15 năm thành lập, kéo dài 3 ngày. Sự kiện quy tụ các thành viên quốc hội từ cả đảng cầm quyền và đảng đối lập, cùng với đại diện từ chính phủ, ngành công nghiệp, học thuật, nghiên cứu và xã hội dân sự để thảo luận về chính sách năng lượng. Ngày thứ hai, Hong Hi Chu đến phòng thông cáo báo chí. Cô nhìn xung quanh đám đông, tìm kiếm bóng dáng của Bách Sa ơn. Ở cửa vào, có rất nhiều người biểu tình cầm bảng hiệu, hô khẩu hiệu. Ngay lúc đó, cô tình cờ gặp ánh mắt của Hong In-a người đang phỏng vấn đám người biểu tình hong hi chu bất giác quay lưng vội vã bỏ đi tiếng bước chân vang lên trên nền gạch đứng trước mặt chị gái cô thực sự cảm thấy mình như kẻ thứ ba trái tim đập mạnh đến mức không thể chịu đựng nổi mình điên thật rồi sao dù là vợ của bét xa ơn hay là người có quan hệ mập mờ với anh ta hong hi chu đều cảm thấy rất xấu hổ tâm trạng cô đột ngột sụp đổ xin lỗi Cô vào đây bằng cách nào vậy? Một quan chức chính phủ dừng lại kiểm tra giấy tờ của Hong Hi Chu tại một rào chắn tạm thời. Hong Hi Chu đưa thẻ công tác của văn phòng thông cáo báo chí, người đàn ông tháo dây chắn và để cô vào. Bước vào phòng trải thảm xanh, không khí tràn ngập các tài liệu tuyên truyền với thông tin về các diễn đàn lập pháp, hội thảo chính sách, các hoạt động thực tiễn, giải thưởng khí hậu xanh. Tất cả đều được in trên các tờ rơi hong hi chu không nhìn quanh mà đi thẳng đến phòng chờ ghi rõ văn phòng thông cáo báo chí một cái nhìn thoáng qua cô nhận ra bác xa ơn đang đeo kính mắt mảnh và xem lại bàn thảo ánh mắt của cô như dính chặt vào anh không thể rời đi dù là người lâu nay quan sát bác xa ơn cô chưa bao giờ thấy anh đeo kính như vậy cô nín thở không dám phát ra một tiếng động từ chiếc mũi thẳng tắp đến tay gọn gàng rồi đến đường nét sắc bén của chiếc cằm chiếc kính mỏng càng làm nổi bật sự sắc bén và trí tuệ của anh. Anh mặc bộ vest sạch sẽ, chăm chú kiểm tra bản thảo, toát lên vẻ tỉ mỉ và sắc sảo. Ồ, không phải là cô phiên dịch viên đó sao? Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là một nhân viên nam mà cô từng đi leo núi cùng. À, Hong Hi Chu bừng tỉnh, cúi đầu chào. Cô đến đây làm gì? Cơ thể cô thế nào rồi? Nghe nói cô vừa mới xuất viện. Khi nhân viên đó hỏi thăm cô nhiệt tình, Bét Sa ơn bất ngờ quay lại. Trước đây anh luôn chăm chú, giờ đây anh ngẩng đầu lên. Anh nhận ra Hong Hi Chu đang đứng ngẩn người, lập tức đứng dậy, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm nghị. Ngày hôm đó chúng tôi rất lo lắng khi cô được đưa đến bệnh viện, nhưng phát ngôn viên không cung cấp thông tin chi tiết, lại còn bị cấm thăm, chúng tôi lo đến chết mất. Phiên dịch viên Hong Hi Chu, cô làm gì ở đây? Bác xa ơn lạnh lùng cắt ngang lời của nhân viên, bước tới gần họ với vẻ mặt lạnh lùng. Hong Hi Chu dường như đã chuẩn bị trước, lấy tài liệu đưa cho anh. Bác xa ơn lướt qua tài liệu một cách lạnh lùng, tiếp nhận nó. Đó là một giấy ủy quyền có dấu của trưởng phòng Chi Sang U. Khi Bác xa ơn chỉ dùng mắt liếc qua nội dung tài liệu, Hong Hi Chu để ý thấy anh cắn chặt cầm, vội vàng quay đi. Trưởng phòng này thật là vô trách nhiệm anh ta thấp giọng đầy bất mãn. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ tìm một phiên dịch khác. Bexa ơn nhanh chóng quay sang nhân viên bên cạnh ra lệnh xem thử có thể tìm được phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu ngay không. Nhân viên vội vã chạy đi. Hong Hi Chu thở dài một hơi căng thẳng nhìn theo anh. Tại sao lại có vẻ mặt như vậy? Chấm ngoặc kép cô đứng gần tôi mà không làm gì cả đã khiến tôi sao nhãng rồi nếu còn tiếp tục làm ra vẻ bệnh tật để ra hiểu, tôi e là không thể xem tiếp bản thảo nữa. Anh ta xoa chán, lắc lắc bản thảo trong tay, nhưng Hong Hi Chu không có phản ứng gì, sắc mặt bếp xa ơn càng trở nên khó coi. Hong Hi Chu, đừng cố chấp nữa. Thế nhưng, Hong Hi Chu dường như đã đoán trước phản ứng của anh, lại đưa cho anh một tài liệu khác. Lần này là một văn bản chính thức từ trưởng phòng văn phòng tuyên truyền. Ha! Bét xa ơn nhìn thấy tài liệu này, không khỏi thở dài bất lực. Không ngờ cô lại tính toán kỹ đến vậy. Dù giọng anh có chút mỉa mai, nhưng nghe như lời khen ngợi, Hồng Hi Chu không kìm được cười. Bét xa ơn im lặng, như mày nhìn cô, biểu cảm giống như đêm qua. Khi bét xa ơn tháo kính mắt, nheo mắt ấn huyệt thái dương, Hồng Hi Chu vô thức lùi lại một bước. Cô nghĩ đây là dấu hiệu anh muốn đuổi cô đi nhưng đột nhiên, cánh tay cô bị nắm chặt. Đi đâu, tôi muốn hôn cô. Anh cúi đầu, hôn lên môi Hong Hi Chu một cách sâu sắc. Ưm, người đàn ông vốn lạnh lùng, khi tiếp xúc với làn da cô, lại trở nên nóng bỏng như lửa. Hong Hi Chu hoàn toàn bị anh cuốn vào, không biết phải làm. Anh ôm chặt eo Hong Hi Chu, như thể muốn nuốt trọn cô vào trong. Lưỡi anh thâm nhập vào môi cô, quân lấy rồi từ từ rời ra thời gian trước buổi thông báo không còn nhiều em có ổn không anh giữ vai hong hi chu nhìn vào mắt cô khi nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe cuối cùng anh cũng như đầu hàng cúi đầu xuống như anh đã nói thời gian không còn nhiều mặc dù vậy hong hi chu vẫn kiên quyết gật đầu cô chỉ muốn nắm lấy khoảnh khắc này không cần gì khác nữa đó là dáng vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự kết thúc bởi tất cả những năm tháng của cô sẽ được thể hiện trong lần dịch thuật này bục diễn thuyết ngoài trời được dựng bằng màu xanh dương không ngờ chúng ta lại cùng vào sân khấu bexa ơn miễn cưỡng kéo hong hi chu lên cùng anh khi họ bước lên trái tim hong hi chu đập mạnh như thể sắp vỡ tung hôm nay buổi thông báo sẽ có phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu từ nhà xanh tham gia giọng nói rõ ràng vang lên trong không khí ánh mắt của các phóng viên và khán giả ngay lập tức tập trung vào hong hi chu đối mặt với những ánh mắt tò mò ấy miệng cô khô khốc trong số đó có cả hong in a người đang đứng nhìn với vẻ mặt cứng đờ hong hi chu cảm thấy lòng bàn tay mình toát mồ hôi nhưng khi đứng trên bục này cô không tránh né ánh mắt của bất kỳ ai đây có phải là giấc mơ không cô thực sự có thể đứng ở đây dịch ngôn ngữ ký hiệu cho bác xa Sa ơn sao một cảm giác không thể kiềm chế nổi sự phấn khích trào dâng trong cô lúc này ánh mắt bác xa ơn đã giao thoa với cô ngay cả khi không nói lời nào họ vẫn có thể cảm nhận được trái tim của nhau hong hi chu như chuẩn bị chỉ huy bắt đầu động tác của mình cô bắt đầu đồng thời với người phát biểu dù phải đối mặt với chiến tranh khủng hoảng khí hậu và dịch bệnh các quốc gia trong khu vực châu á thái bình dương cần phải đối diện với biến đổi khí hậu một cách mạnh mẽ hơn lắng nghe những lời bình tĩnh của anh hong hi chu bắt đầu dịch ngôn ngữ ký hiệu dù đã làm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu gần như suốt cả đời nhưng lúc này mọi thứ vẫn mới mẻ như lần đầu tiên trái tim cô đập nhanh hơn đứng cạnh anh nói những điều giống nhau thực tế này làm lòng cô tràn ngập cảm xúc bây giờ là thời điểm để chúng ta những công dân, đóng góp cho sự phục hồi xanh. Chúng ta có thể tái tạo năng lượng, công nghệ khí hậu, tái chế tài nguyên. Hồng Hy Chu theo kịp từng lời nói của anh, không hề cảm thấy mệt mỏi, không phải kiểu cố gắng đuổi kịp mà là một cách tự nhiên, thoải mái. Hôm nay anh ta đi chậm hơn mọi ngày à? Không ai không biết bexa Sa ơn có giọng nói cứng nhắc và đầy sự tấn công, nhưng hôm nay, lời nói của anh lại mềm mỏng và chậm rãi. Giống như, anh ta đang cố gắng phối hợp với nhịp điệu của tôi vậy. Dù là một cảm giác sai lầm cũng không sao cả. Cảm giác này thật mọt ngào, Hong Hi Chu quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào giọng nói của anh. Vậy là, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn tiếng nói của bét xa ơn văng vẳng trong đầu cô. Giọng nói ấy như một sợi dây dẫn lối, trở thành chỉ dẫn và là tất cả đối với Hong Hi Chu nhưng có lẽ đó cũng chính là vấn đề cô nhận ra khi ngồi dưới các phóng viên đột nhiên đứng dậy hét lên và bảo vệ cũng bắt đầu vội vã tiến đến phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn